Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chai nước rửa chén. Chai nước rửa chén này của mình với cái hương đó là hương chanh thiên nhiên và được chiết xuất từ với công nghệ Nhật Bản, nên giúp chúng ta có một cái làn da và cái chất lượng của sản phẩm thì vô cùng là tốt. Và sản phẩm này của mình sẽ gồm có sẽ có dung tích đó là 1,8 lít. Và với cái đầu vòi xịt của chúng ta giống như một cái chai nước, như chai dầu gội đầu, chúng ta có thể ấn xuống và nó sẽ tự động ra. Và sản phẩm này của chúng ta sẽ có một cái dung dịch là hơi lỏng một chút, các bạn nhìn này, nó hơi lỏng. Sẽ có đó là hương thơm là hương thơm chanh và được chiết xuất từ organic nên giúp cho đôi tay của chúng ta luôn mềm mại và sạch dầu mỡ ở trên các chén đĩa của chúng ta. Thành phần ở trong một cái chai nước này đó là chiết xuất hương chanh thiên nhiên, dầu dừa, chiết xuất thảo mộc, chất tạo đặc từ tinh bột biến tính, chất diệt khuẩn từ tinh dầu thực vật, muối khoáng điều chỉnh độ pH, các chất khác có nguồn gốc hữu cơ. Và sản phẩm này có hạn sử dụng đó là 3 năm kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm này giúp sạch bóng chén đĩa, dịu nhẹ với da tay và không bám mùi sau khi chúng ta rửa. Nhiều sản phẩm nó sẽ có cái mùi bám mùi trên bát đũa hay là tay chúng ta rất lâu, và sản phẩm này thì với cái công nghệ đó là từ thiên nhiên nên sẽ không bám mùi ở trên da của chúng ta và những cái bát đũa của chúng ta lâu. Sản phẩm này thuộc bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Lee Hands, địa chỉ là Thanh Trì, Hà Nội, và sản xuất tại khu công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.